tôi khen cho các bạn cùng đến chợ Nhất Nhung. Đây là một chỗ để chuyên bán gà vịt con. Mua lấy sự phân lục à? Vâng. Chúng ta lấy sự cái lái xe xúc à? Bác xiên xuống. Bác xiên à? Ờ, xiên xuống. Ờ. Ôi giời ơi. Xem đã. Đây là người con. Gà vào đây. Đây. Tớ nhỏ, hôm nay bán là nhiều chưa cô? Dạ, nhiều ạ. Đây là phần cô đây à? Gà đây à? Đây. Nhiều nhỉ? Chắc tí nữa là không đủ bán đâu. Các bạn ấy theo dõi này, cô này rất khéo chọn gà. Con nào khỏe nhất cô mới bắt. Con nào khỏe nhất cô bắt. Đây, đây. Con bắt không đấy đâu. Con này biết chọn gà lắm. Ờ, biết chọn gà lắm. Hôm nay mua mấy chục con à cô? Mua mấy chục con này. Bây giờ cô biết chọn gà này, có khi là phiên sau là cũng nhờ cô bắt hộ nhỉ? Có được không ạ? Nhưng mà bán hộ có mất tiền không? Mất phí chứ. Mất phí hả? Em cho em một cái tờ giấy tiền này. Em xin nhé. Cô này là đỗ chỗ nào rồi? Tên loại gà này là thiến nhỏ cô? Vâng, thiến rồi. Nó thiến kiểu gì mà bé rồi, bé rất là thiến rồi. Nó thiến kiểu gì, nó thiến nó chọc vào đít nó thiến này. Thợ thiến gà này ở đâu mà... Thế là hôm nào tôi cũng phải mượn thợ thiến gà này đi thiến hộ được. Hai đứa lái về lái rồi. Tôi phải rộng ra ăn có dặn đi. Đấy là đúng là dặn mà... Toàn cây tấy đấy chứ mấy. Ồ. Đấy. 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 Cái thú bằng này kế mấy cái lá cắn bên này. Cái thú này xong cân chết xong cân phép. Không, hơi cả hơi. Nó để khả gai thú ăn nữa này à? Bác thú à? Bác thú nha. Bác thú tôi chỉ là... Alo. Bác thú à? Ê, có thể. Nó để khả... Bây giờ khả căn nó tôi bán khả thêm nữa này. Bây giờ con kiếm thấy con này là. Hả? Cái tôi thấy thôi khả căn. Thank you.
Thế à, không biết là không lâu lắm không thấy chó con rồi, và thấy chó con là muốn xem một tí. Nuôi thì thích nhưng mà lông rồi bẩn linh tinh. Nhận cho em 15 triệu em mua. Anh không mua chó à? Không, anh không mua đâu. À, tưởng anh không mua chó. Chào ông ấy. À, ông hôm nay bán được nhiều hàng chưa ông? Không làm được bán rồi. À, ông cái này làm cái gì đấy? Làm sữa. Làm sữa à? Chắc là làm nhiều lắm à? Không nhỉ? Cái rau cải này có loại rau này, bây giờ loại rau này là khác đúng không nhỉ? Rau này rau ở dưới suối. Dưới suối à? Vâng, rau dưa ở dưới suối. Khéo tay kìa. À, ông già rồi mà ông vẫn làm khéo tay lắm. 64 rồi. 64. Sao từ con trẻ chán. Yeah. Con trẻ chán. Vẫn làm được vài năm nữa không ạ? Hả? Ông hôm nay ngày rằm mà, ông ra chợ Diêm Vương xem gặp được có các bạn gì nhiều. Và các bạn là từ phương xa đến để chào nhau và chúc nhau sức khỏe thôi ạ. Chào bà nhé. À, chắc là bà bán cà tại những vùng này mỗi ngày bán được bao nhiêu cân hả bà? Mỗi ngày bán được 2 tạ. 2 tạ. Ngoài bên số. 2 tạ thì 500 nghìn. À, lãi 500 nghìn. Lãi 500 nghìn. À, tốt lắm rồi. Thế là chắc là ông xã đang làm dưa trong kia à? Đấy, ông xã đấy, ông bồ. Ông này là ông bồ. Ông bồ à? Ông bồ đấy. À, bồ với ông xã cũng là một thôi. Ông bồ khác, xã khác. Không mà bà bán hàng thế này có một vạn bồ cùng bán thế này chắc không buồn lúc nào nhỉ? Quá, chả buồn lúc nào, nó vui. Lúc nào vui? Vui như thế. Vui. Quay đi này, chả thấy một chiếc con đi kia. Nhiều hay quá, đi quay cái này đi về. Ây ô, rồi chào nhá.